được cái gai kia. Lần trước mình không vào đây nhỉ? Đồng chí có, em có không? À, có điện đóm. Trang rộng nhỉ. Dạ. Trên 5.000 cái đi.
có tìm ông Nhĩ. Mưa trong nước cái nguồn đổ về đấy. Chú ý là đi. À dưới suối bảo tốt cho lính thì mới bơi đâu đấy. Nhá. Gia đình nó điện nó thử đen ở nhà rồi. Thử chưa? Thử. Đó. Đây, cô đang vào đây. Đây 50 đến 49 này. Là vào đây mấy bề rồi ạ? À? Vâng ạ. Chưa. Lấy về rồi chứ hả? À, chưa. Biết thông tin rồi. Tìm bên Lào mãi không thấy đâu mà. Biết thông tin rồi thì về nói gia đình làm đúng cái thủ tục nhá. Vâng. Đây thì gặp phải là hội người ta. Vâng. Nó vừa có còn đợi về cái kinh tế vừa địa phương người ta tổ chức đón nó long trọng thôi. Khâu bàn giao bên tiếp nhận nó long trọng. Ông ấy nhập ngũ năm 51 rồi mà. Sinh năm 69. Giữ tướng thầy. Dạ. Cúng rượu với cúng. Anh đang quay đấy nhỉ? Cúng rượu cúng nó phái cái bác chả cái gì. Còn là cái ông cứ để cắn bờ cứ chày. Ông mà phụ cho để tìm được anh cần nhé. À? Không gì. Phương này quê Thái Bình ấy. Tôi Thái Bình biết rồi. Dân An Bài Bình Phụ biết rồi. Phương là bên Hưng Hà. À Hưng Hà. Minh Khai, Minh Khai. Minh Khai. Đây dãy Thái Bình đi. Không dãy Thái Bình nữa. Vâng. Khánh Hòa, Khánh Hóa, Thái Bình Đậu.
cho tôi mấy nén. Lâu rồi. Trước một phút thứ bảy nó để lại. Nắp luôn ở đâu đây? Đây là chính, đây là chính. Đây, đây là đằng sau. Thế còn đây sao? Đây, đây khắp thôi chứ còn ấy là đây nhiều, mới là nó xong.